Chào cả nhà nghe. Sáng nay hai anh em mình đi ra biển đặt gì ta, đặt câu gì? Đặt cua đá, nha cả nhà. Đi ra biển hai anh em đang chạy vỏ đi. Bây giờ anh em mình mời cả nhà cùng theo dõi hai anh em mình ha. Thôi hai anh em mình đi thôi. Trên đường hai anh em đi đi. Mình ra mé biển đặt hả? Hả Giang? Mình ra biển đặt hả? Không phải mình đặt ở trong đất liền cả nhà, ra mé biển. Quá. Anh biết. Không lẽ con này cũng cá lạc chó sao? Cá lạc mà con kêu bằng con cù bắp. Cù bắp hả? Cái xương. Anh em đang đợi cầu kéo cả nhà. Mà ông cầu kéo ông mày cắm lên. Này ông đi đâu mất tiêu rồi. Kêu nãy giờ mà cứ quá trời nữa mà ông không nghe, hình như ông chưa ra hay sao. Lên thôi. Biển thôi, anh em tiếp tục đi thôi. Đây nằm ngoài cả nhà, ra ngoài mé biển, ra biển đậu thôi, thằng khác mà biển ra đây nó nhỏ thôi, không lớn không. Quá đầu đó.
rồi tới cửa biển nha cả nhà, tới cửa biển Cái Hồi. Có sống không ạ? Im im im, biển biển không có sống, không có. Đứng như là hai giang à. Ủa này em thảo viền hả hai giang, viền chứ không phải phao hả, phao không à, 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 phao đó hả. Vừa tầm đó gì ha. Thank you.
anh em tao cuốn lên hết rồi. Đậu đá giữa trong lòng rồi này. Rồi đổ đổ cho lúng xuống cái rồi mới mốt đổ thêm quần nữa không mới cao lên được. Cái trẻ này thì quá im rồi. Rồi còn cái cuối cùng à, anh em đặt cái cuối cùng cả nhà, cái cuối cùng đó là xong. Bây giờ anh em ngồi chờ đợi thôi, chờ đợi đặng tới giờ khoảng mấy giờ vậy? Tới 2 tiếng đi, 2 tiếng rồi mình thăm. 2 tiếng ha. Rồi ok vậy đi. Rồi tới thời điểm hai anh em đi dỡ bảy cu đá cả nhà. Cái đầu không có hay vậy? Rồi tiếp tục thăm. Dạ dính đi. Đội hội cho gia có dính cua được cả nhà ơi. Ông bà ơi. Trời ơi. Hai em ha, đã quá. Được, được Giang ơi. Điềm quá. Con này nó hai tên phải không? Nó tên là con cúm nữa phải không? Cúm. Ờ. Người kêu cúm rồi kêu cua đá. Phải gì? Cái cua này ta làm thuốc hay lắm mà. Đúng rồi. Chứ chẳng chơi đâu hả? Vô không? Vô không? Ôi, hai em nữa. Được quá Giang ơi. Giá này là kia đó mà anh ơi. Ừ, thì em nghiên cứu đi. Hồ nào? Đó nè. Ừ. Đúng rồi. Tìm quá. Cái nào cũng dính vào Giang đi. Ồ, sống thế. Vô không? Vô không? Cũng sâu quá vậy ha. Ồ. Miếng mồi to thế. Gió đàn đi ha. Trời. Mây trôi lang thang cho hà buồn. Ồ, xuống ra. Vô ha ha. Ồ to thế. Bự ha. À thiệt chết. À. Đúng, đúng rồi em biết không, nó dựa dựa theo cây đó. À. Gì hả? Gì hả? À. Là cua thì nhiều ha. À. Này cái đông mình đâu có chối đâu, da má gì đây da. Ô. Em nữa. Cua này là bắt nhất được hết trơn hả da.
của đường này. À trời ơi, cô bự. Sắp chưa ạ? Ô là màn đã. Đây. Thấy không? Đã quá, đã luôn. Nhìn Giang ơi. Rồi. Cái vàng này nãy em đặt đâu có nhiêu cái đâu Giang? Có 15 cái, 16 cái. À có 16 cái à. 16 cái dính ra dám hơn chục con à. Mười mấy con à. Trời ơi. 16 cái với 13 con vậy, chỗ này đâu có nhiều cua gì đâu ta. Muốn gần trăm trăm à. Có mà cái dính 3 con, 4 con. Ý là mình bình quân lại á. Được không? Biển sông rạt rào, trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào. Đúng không? Không giờ. Tìm bờ kè đá nè cả nhà, ở ngoài tìm bờ kè nè, hai bờ luôn. Ồ, bé con, bé con. Bé con. Ồ, đây, lại xích thành con kìa, lại con này cái loại gặp nó lạc luôn. Quá đã luôn, ba con luôn, tìm quá. Đá đổ chạy ra tới đó luôn hả gì? Dữ nha. Phải có chân mới được chứ ha. Vô lụm quá im. Tới đó luôn hả? Ừ. Ừ. Cái bãi gì? Cái anh thấy đây im đó. Mà hồi nãy cái dàn kia cũng im, nãy em mới đặt quay lại có ở đó rồi đó. Để đi, em xuống dưới đi. Mười mấy cái à? Ừ, không gấp gáp gì đâu. Ngộ đời vậy hả? Ôi. Hai em nữa cả nhà ơi. Quá im. Còn không luôn. Rồi vậy là mình hết vàng này phải không? Hết vàng. Rồi. Đây nè cả nhà. Cua này cua đá chứ còn cua đá chứ còn cúm. Chắc không được vài ký gì đó. Đây.
Đã không thấy. Rồi anh em tắm rửa xong rồi luộc mà cả nhà ăn thôi. Vô cái cho hết ly này rồi trời đâu có hết được. Dạ. Hết thôi chứ. Mạnh quá. Mẹ em thích rượu trắng mà chú không chịu uống, chú uống rượu thuốc. Còn rượu thuốc thì ăn ra vẫn cốt. Rượu cốc một. Dạ. Ngọt, ngọt dữ kìa. Có những cua đá nữa. Cô đá ăn đau lưng lắm nè. Chiếc chiếc giò hả? Bị lội tới lội lui á. Kiếm hả? Đi kiếm. Con này cô đá là thêm còn cúm nữa kìa. Không có ăn cô đá luôn. Không có con cúm nữa thì gọi kêu cúm cái gì? Tại đây kêu cúm chứ. Đây con còn sống á. Mình bắt lên vậy nè. Nó dương càng ra mình bắt lên cái mình thấy là thấy xuống cái nào nó cúm rồi lại. Nên nó kêu con cúm đó. Tốt tốt. Năm năm tám mấy, đi bự lắm, con nào nó bự lắm. Chỗ vuông ra bữa cũng tới khi nó cạn á, cho vuông á nghe. Còn cũng 200 gram á, cua đá, trà bự lắm. Con đã dữ trời. Nó ra nhiều con, nó có ký lô luôn á. Đúng rồi, nhưng mà con cua bự cái cạn nó to. Ăn uống cũng mời ai hết chứ. Vô cái đây. Rồi vô cả nhà. Vô với hai đồ ly rượu thuốc à cả nhà. Chưa hết nha, thành nữa nha. Rượu thuốc như giống uống trà quá nha. Gì? Dạ gặp. Cái xin số thôi. Mày tới gì? Chắc con. Ôi gạch chậu, nó lộn luôn. Vậy em ép cua cái hả? Ôi, im. Không biết gạch. Ôi, cứ ngắt rồi nha ơi. Béo. Dữ vậy kìa. Ngọt lắm trời. Giật béo béo. Thank you.
Được cái này. Chị ta hết này nhé. Ừ. Vô. Nhìn đi. Nhìn nhầm cái hổ. Quá đã.